Chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi thăm một cái cung đường mà có thể nói là có một cái đặc sản vô cùng thú vị, và mình sẽ để dấu ở trên video để cho anh em có thể tiện theo dõi cái đặc sản đó là gì nha. Đây là cung đường giáp danh giữa Hóc Môn và quận 12, và nếu mà ai ở trên khu vực này thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra những hình ảnh rất là quen thuộc này. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2021, tức là ngày mà Hồ Chí Minh vừa ra chỉ thị giãn cách xã hội lần thứ 3. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy rất nhiều bóng dáng của các chị em đang hành nghề như các bạn, rất là nhiều luôn. Và nãy giờ nếu mà mình đi ngang qua thì mình đếm nó đâu đó vào khoảng tầm 6 người rồi các bạn. 6 người rồi nha. Rất là nhiều luôn. Hai bên đường bên nào cũng có hết. Đó. Và mình xin phép không có nhắc tên cái tuyến đường này. Nếu mà anh em nào biết thì cứ comment để chia sẻ để cho các bạn cùng được biết đấy nha. Đây là một tuyến đường có thể nói là rất là nổi tiếng ở khu vực Hóc Môn và quận 12. Và nếu mà bạn nào từng ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ biết ngay lập tức ạ. Ở đây thì đào thì mình thấy nó cũng khá là cứng tuổi, chứ không có được trẻ trung và xinh đẹp cho lắm. Tuy nhiên thì ở một góc độ nào đó thì đôi khi nó vẫn sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu cho anh em nha. Nói vui vậy thôi, tuy nhiên thì mình thấy rằng cái tình hình diễn biến căng thẳng như vậy mà cái nghề này nó còn hoạt động thì thực sự là không lên một tí nào. Hy vọng rằng qua video này thì các lực lượng chức năng sẽ có biện pháp để xử lý cái tình trạng này ở khu vực này, bởi vì đây là một cái tệ nạn nó khá là nhức nhối ở khu vực này trong nhiều năm vừa qua. Rồi, cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi channel của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.